Rồi, xin chào toàn thể quý anh chị đang xem video mới của em Hải ha, kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ anh chị mình một căn nhà mới xây xong anh chị nhá, nhà mới nhá. Căn này 72 mét vuông và có sân gara ô tô 7 chỗ anh chị. Đây sân gara ô tô 7 chỗ này anh chị. Một trệt, một tầng lầu quý anh chị nhá. Căn này 72 mét, sổ hồng riêng. Đây là phường phường Tân Bình, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương anh chị. Nhà xây mới hoàn toàn. Ở phía trên là có sân thượng phía trước đâu quý anh chị thấy không ạ? Đó, ha. Sân thượng phía trước rất là rộng. Giá là 3 tỷ 250 triệu anh chị nha. Còn thương lượng với chính chủ nhà, có hỗ trợ ngân hàng, sổ hồng riêng. Đường rộng, đường rải nhựa 8 m, nằm trong khu dân cư. Trong khu dân cư này thì ở kín hết rồi anh chị nhá. Đấy. Rất là đẹp. Quý anh chị thấy không ạ? Xây dựng ở kín hết rồi. Bên em chuyên tất cả các bất động sản, đất nền, nhà phố, biệt thự, kho xưởng vân vân tại thành phố Di An, thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương và thành phố Thủ Đức của Hồ Chí Minh. Bên em cũng nhận mua bán, nhận ký gửi, nhận tìm nhà đất theo yêu cầu. Anh chị mình đang có nhu cầu như thế nào cứ liên hệ ngay cho em Hải theo số điện thoại ở góc trái màn hình. Em sẽ hỗ trợ quý anh chị mình một cách tốt nhất để anh chị tìm được các sản phẩm phù hợp. Căn nhà này về công năng sử dụng anh chị nhá. Có sân ô tô 7 chỗ thì giống như em đã nói ha, sân ô tô 7 chỗ. 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, 1 phòng thờ, có sân thượng ở phía trên. Đấy. Nhà xây mới. 72 m, ngang 4 và dài 18, hướng đông bắc. Hướng đông bắc là phù hợp các anh chị Tây tứ trạch các anh chị nhá. Đấy, sân gara ô tô rộng này, sân này để 7 chỗ thoải mái ok. Ok quý anh chị nhá. Giá chỉ có 3 tỷ 250 triệu cho căn nhà có gara ô tô 7 chỗ ha. Vậy là quá hợp lý, quá đẹp rồi. Nhà này thiết kế rất là ok đấy. Đây quý anh chị thấy phòng khách không? Rất là sang trọng ha. Thoáng. Mát. Ok. Khu vực phía trước đây là cửa, cửa trước nhà mình đây ha. Chứ ngoài kia có một lớp cửa sắt nữa quý anh chị nhá. Mời anh chị đi sâu hẳn vào bên trong để cùng tham quan về căn nhà này. Nhà nằm trong khu dân cư và gần với trục đường Nguyễn Thị Tươi, gần với trục đường Liên Huyện, gần với trục đường Phan Đình Giót đó quý anh chị. Gần với chợ Phú An, gần với chợ Đông Đô. Đấy. Sân này quý chị, sân rộng nha. Nếu mà gần nhất là gần đường Nguyễn Thị Tươi, cách đường Nguyễn Thị Tươi chỉ tầm đâu đó 200 m thôi. Rất là gần. Nếu anh chị mình biết khu du lịch Hố Lang tại phường Tân Bình, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương thì căn nhà này ra khu du lịch Hố Lang đâu đó khoảng 800 m. Còn nếu ra vòng xoay An Phú, ra vòng xoay An Phú quý anh chị nha, thì đâu đó là 1,2 km chính xác luôn anh chị nha. Đấy. Nó rất là gần ha, nhưng mà gần nhất là gần với đường Nguyễn Thị Tươi. Ngay khúc đường Liên Huyện, đường Nguyễn Thị Tươi mà giao với đường Liên Huyện đó quý anh chị. Đó thì căn nhà mình gần ngay đó ha. Ở đây cầu thang, tay vịn cầu thang và kính cường lực. Tay vịn cầu thang này, tay vịn này làm bằng gỗ đỏ. Ở đây có tủ, rất là ok. Nhà kết hợp sử dụng mấy cái tấm mica vân đá này nên rất là đẹp quý anh chị nhá. Còn cái khung này quý anh chị này, cái khung ở phía ngoài này này là cái này nhựa giả gỗ ha. Hiện tại bây giờ thì đa số người ta sẽ xây dựng kiểu này, nhìn nó rất là sạch sẽ và đẹp, phù hợp với xu thế. Bên này thì có tủ kệ tivi. Bên này cũng vậy ha. Đó. Cũng có tấm mica vân đá màu vàng. Còn đây màu, còn ở phía ngoài thì nó là khung nhựa giả gỗ thì em đã nói rồi ha. Đấy, chỗ này mình để tủ kệ tivi. Nhà bếp mình đấy. Tủ nhà bếp này thì sử dụng bằng gỗ công nghiệp, gỗ công nghiệp quý anh chị nhá, gỗ ép cao cấp á, gỗ công nghiệp á. Sau này là nhà vệ sinh ở phía sau, ở phía dưới để bật đèn lên cho nó sáng. Đây quý anh chị, nhà vệ sinh ở dưới tầng trệt nhà mình. Bồn cầu. Ở ngoài này thì lavabo và gương để phía ngoài.
chỗ này mình có một cái chỗ để mình vệ sinh ha. Cái này hướng đông bắc anh chị nha, hướng đông bắc nên rất là hợp với anh chị nào mà Tây Tứ Trạch. Đông bắc là thuộc cung Tây Tứ Trạch anh chị. Để em lên trên lầu mời anh chị mình tham quan trên lầu. Nói chung căn này thoáng đấy anh chị, mát, nằm trong khu dân cư, rất là đẹp. Ở trong đây bên em cũng có một số căn nữa, mức giá thì nó cũng tùy, đa dạng, nên là anh chị mình có nhu cầu như nào cứ alo ngay cho em Hải, em hỗ trợ anh chị mình. Em gửi thông tin giấy tờ pháp lý, hình ảnh, video cho anh chị mình xem, tham khảo trước ha, trước khi mình xem thực tế. Lầu 1, 3 phòng ngủ, nhà vệ sinh và phòng thờ và có sân thượng phía trước. Em đang quay ở khu vực phía sau của căn nhà, phòng ngủ số 1. Sau này là nhà vệ sinh và giếng trời ở phía sau đây. Sau này có một cái giếng trời nữa đó quý chị. Đây nhà vệ sinh ạ. Nhà vệ sinh giống như ở phía dưới nha quý chị nhá. Không chả có gì khác cả. Thiết kế vẫn vậy luôn. Lavabo và gương thì để phía ngoài. Ở trước này này, trước này hai phòng thêm hai phòng ngủ và một phòng thờ và có một cái sân thượng phía trước nữa. Đây phòng ngủ số 2. Tất cả 3 phòng ngủ của mình đều nằm ở trên lầu 1. Và đều có đi ống đồng sắn ha, đều được trần, đều được đóng thạch cao và sử dụng đèn led. Đây phòng ngủ số 3. 3 phòng ngủ này giống nhau anh chị nhé, giống nhau. Giống y đúc luôn. Đây. Rồi trước này phòng thờ. Và có sân thượng phía trước. Đây phòng thờ anh chị nhé. Rồi sân thượng phía trước của nhà mình đây ha. Đấy. Ra quay khu dân cư cho anh chị mình xem. Và căn này 72 mét anh chị nhá. 3 tỷ 250 triệu thương lượng. Sổ hồng riêng hỗ trợ ngân hàng công chứng ngay được luôn. Giá thương lượng chính chủ nên anh chị yên tâm. Anh chị nào có nhu cầu cứ alo ngay cho em Hải. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại quý anh chị trong các video mới.